Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 8 2019 thì chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin về việc là muốn đi Mỹ, Nguyễn Phú Trọng năng luyện tập rời Trung Quốc, đảng hiểu rõ tình anh em. Đó là việc trong thời gian vừa qua thì Việt Nam và Trung Quốc đã liên tục có những cái tranh chấp rất dữ dội ở ngoài Biển Đông và đặc biệt là khu vực bãi Tư Chính và ngay trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đó là việc Trung Quốc liên tục đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống rất lớn. Thậm chí có những lúc họ đã đưa điều cả những cái tàu chiến và tàu hậu cần cùng những máy bay ném bom cỡ lớn để đe dọa các tàu Việt Nam đang tham gia vào công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và trong một bài báo ngày hôm nay ở trên đài BBC cũng đã đưa tin rất rõ về việc là nếu đi thăm thì Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ nâng tầm quan hệ Việt-Mỹ. Và đây là điều rất quan trọng trong của Việt Nam trong thời gian tới. Vì sau một thời gian rất dài mà Việt Nam luôn coi Trung Quốc là một đồng chí đáng tin cậy và có những cái hoạt động, ngay cả đảng và nhà nước của hai bên cũng đã có những đoàn thăm cấp cao với nhau rất nhiều. Và Việt Nam đặc biệt còn cử và ký những hiệp định do Nguyễn Phú Trọng chủ trì đưa cán bộ của Việt Nam sang Trung Quốc để đào tạo và có những cái trao đổi mà không rõ. Trong những cuộc gặp đó thì phía Việt Nam đã tiết lộ những gì cho phía Trung Quốc, và đương nhiên là những thông tin tình báo và những thông tin nội bộ sẽ thông qua những cái cán bộ này được phía Trung Quốc nắm bắt và họ sẽ dùng để khống chế Việt Nam khi cần thiết. Và Việt Nam, đây là một cái điều mà Việt Nam cần phải nghiêm túc cảnh giác với người Trung Quốc và với những cái nơi mà họ thu thập thông tin, đó là trụ sở tình báo Trung Quốc cũng như là những cái cơ quan an ninh của nước của họ. Và cũng hôm nay ông giáo sư Cathay của Úc, chuyên nghiên cứu về Việt Nam, ông đã có nói trong bài tường trình của mình rằng Việt Nam giữ rất kín về sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng kể từ ngày 14 tháng 5 khi ông tái xuất hiện sau vấn đề sức khỏe từ hồi tháng 4, vốn đã được giới chức chính thức thừa nhận là có. Nhưng đến tháng 8 này, các tin đồn đoán lại nói ông Trọng sẽ sang Washington để họp mặt với Tổng thống Trump. Cả hai bên Mỹ-Việt đều chưa hề nêu gì chính thức về một chuyến đi như vậy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kín tiếng trên truyền thông Việt Nam, dù báo chí liên tục nêu rằng ông đang đóng vai trò chủ tọa các cuộc họp của Bộ Chính trị, phát biểu trước Hội nghị Trung 10 vào tháng 5. Trong tuần qua, ông Trọng được thấy trên báo chí Việt Nam đón Thủ tướng Malaysia và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Lào, Cách mạng Lào. Khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội vào ngày 27 tháng 2 trước thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên, và tại cuộc gặp, Tổng thống Trump đã mời Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ để thảo luận cách thức làm tăng quan hệ đối tác toàn diện song phương. Đây sẽ là phần chính của cuộc thảo luận nếu chuyến thăm Hoa Kỳ diễn ra. Vâng, các bạn cũng thấy rằng là trong thời gian qua thì mặc dù khi bị đột quỵ tại Kiên Giang vào ngày 14 tháng 4 năm 4 năm 2019 thì với cái độ tuổi rất cao là 75 tuổi, ông Nguyễn Phú Trọng thì cũng hoạt động với cường độ rất lớn vì một lúc tuổi rất cao nhưng ông phải đương hai chức vụ một lúc, vừa là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam với 4 triệu đảng viên, vừa là Chủ tịch nước với một đất nước hơn 90 triệu người dân, thì công việc rất nhiều. Và trong chuyến công tác đó thì những cái thông tin mà chúng tôi biết được, ông đã bị đột quỵ nhẹ lần đầu và cũng rất may mắn là cứu chữa kịp thời và có cái sự tập luyện rất của ông. Cho nên trong thời gian vừa qua ông đã lập tức có những cái động thái tốt hơn về sức khỏe và có những cái bác sĩ cùng những y tế chăm sóc cho ông, và điều đó đã khiến ông có thể bắt đầu tham gia vào những công việc hoạt động của chính quyền trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên trong thời gian đó thì việc hoạt động của đảng và nhà nước cũng đã bị đình trệ một cách rất nghiêm trọng. Và gần đây nhất thì chúng ta mới thấy ông bắt đầu xuất hiện ở một số nơi, nhưng mà thời gian rất ngắn và thông tin cũng rất ít. Đó là việc ngày 23 tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội 13 của Đảng Cộng sản. Vâng, thực ra thì ông Nguyễn Phú Trọng là một cái người mà được đào tạo phó tiến sĩ xây dựng đảng tại Nga, tại Liên Xô trước đây vào những năm 80. Và với quan điểm đó thì ông đã áp dụng y hệt cái đường lối của Liên Xô trước đây cho Việt Nam. Và điều đó hoàn toàn cho đến nay là không phù hợp với nền kinh tế thị trường một cách đúng nghĩa mà Việt Nam cần phải theo đuổi. Dường như là nuối tiếc và mong muốn vẫn níu kéo cái
kinh tế của Việt Nam trở lại thời kỳ Xô Viết, cho nên ông vẫn dính cho yêu cầu dính hai chữ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào cái hoạt động và định hướng của kinh tế Việt Nam, và điều đó đã đem cái thiệt hại rất nhiều và làm cho cái thể chế Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam không phù hợp với đa số các nước văn minh trên thế giới, và đương nhiên là sẽ tạo ra những lỗ hổng rất lớn, và qua đó những quan chức của Đảng, của chính phủ Việt Nam đã liên tục tham nhũng và họ đã giàu lên một cách nhanh chóng. Điều nó làm suy yếu Đảng Cộng sản, và bản thân ông Nguyễn Phú Trọng nhận ra điều đó và ông đã đưa cái chiến dịch đốt lò trong thời gian qua lên một cái tầm cao, đó là liên tục đưa những cán bộ cấp cao nhất của Đảng, hàng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam vào tù và đưa ra những cái phán quyết trước tòa, mặc dù có rất nhiều những cái bản án đó không được xét xử một cách độc lập, nhưng đấy là cái điều mà ông đã làm trước đó. Nhưng gần đây có lẽ vì lý do sức khỏe cho nên ông Nguyễn Phú Trọng đã không thể tiếp tục công việc đốt lò mạnh mẽ như trước đây. Và bên cạnh đó thì cũng trong lúc này thì tại Biển Đông, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, người đồng chí Trung Quốc mà ông rất tin tưởng từ trước đến nay như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và những cái lãnh đạo ở Bắc Kinh thì lại đưa những chiếc tàu thăm dò Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống rất lớn để đi vào vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và xua đuổi tàu của cảnh sát biển Việt Nam cũng như những tàu chấp pháp và ngư dân Việt Nam không được đến gần, để họ liên tục thăm dò cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với những hải trình rất rõ ràng, đó là việc họ thăm dò dầu khí mà Việt Nam không thể làm gì được với Trung Quốc. Và những hình ảnh mà các bạn có thể theo dõi thêm ở trang tweet của ông phó giáo sư Matheson của Mỹ đưa lên thì thấy rất rõ rằng những cái cuộc thăm dò này nó nằm ở ngay sát vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và nằm trong, thậm chí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và sát với cả Phan Thiết, nơi mà rất nhiều ngư dân Việt Nam đang hoạt động đánh bắt cá và sẽ gặp nguy hiểm nếu đụng chạm hoặc đi sát gần những cái tàu hải cảnh của Trung Quốc và cái tàu Hải Dương 8 này họ đang hoạt động ở đây. Và Hải quân Việt Nam thì các bạn đã biết so với Trung Quốc thì không thể bằng về số lượng cũng như về cái tiềm lực quốc phòng của Việt Nam được đầu tư rất nhỏ bé so với Trung Quốc. Cho nên mặc dù Việt Nam, theo như ông Phó Giáo sư Matheson đưa thông tin ra, đã cố gắng đưa tàu chiến hạm Quang Trung ra bãi Tư Chính để áp chế Trung Quốc, nhưng dường như số lượng của tàu Trung Quốc quá lớn, cộng với việc Trung Quốc đã lập tức đưa những chiếc máy bay ném bom hạng nặng ra để đe dọa thì chiến hạm Quang Trung đã phải rút đi. Và đây hình ảnh các bạn có thể thấy vào ngày 23 tháng 8 vừa qua, hải trình của ông chiến hạm Quang Trung đã quay trở về nơi xuất phát. Và tất nhiên là không còn cách nào khác thì buộc Tổng Thống Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải tìm một cái đối tác tin cậy hơn Trung Quốc để có thể hợp tác, và cũng là để làm đối trọng và cho cái việc Trung Quốc liên tục đe dọa xâm phạm chủ quyền Việt Nam, và hiện nay họ đang xâm phạm. Bởi vì khi Trung Quốc đã đưa ra sách trắng quốc phòng và nói rằng đường chiến đoạn họ viết vẽ ra là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, thì cái việc này chừng nào Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tồn tại thì chừng đó họ còn thực hiện cái chính sách và cái đòi hỏi yêu cầu đó, thì Việt Nam phải đương đầu với Trung Quốc là một cái điều rất khó khăn với Việt Nam, khi mà Trung Quốc rất là một đất nước rất lớn với cái sự đầu tư rất nhiều cho hải quân của họ. Và chuyến đi Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 này là đối với Việt Nam rất quan trọng, và đối với bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng là một điều mà ông đang mong đợi. Và tất nhiên nó có thể đem đến một bước ngoặt rất lớn cho Việt Nam, vì Mỹ có thể là thể chế tự do, dân chủ và rất thực dụng, nên chắc chắn rằng ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng với cả nhà nước Việt Nam phải có những thỏa thuận và thỏa hiệp tương đối phù hợp thì ông Tổng thống Mỹ Donald Trump mới có thể gặp và sau đó có những cái có thể văn kiện ký kết được với nhau. Vì các bạn đã biết Mỹ nơi mà có tiềm lực quốc phòng và rất lớn, thì và với cái việc mà họ rất có kinh nghiệm đối với Trung Quốc, thì Việt Nam là cái nước mà cần phải hợp tác với Mỹ. Vì ngoài bên cạnh đó thì Mỹ trong thời gian qua cũng liên tục lên tiếng phản đối Trung Quốc, và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy chia sẻ ở trên trang Thời báo DE, và có một số trang báo nước ngoài đã chia sẻ là Bộ Quốc phòng ngày 26 tháng 8, Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc Trung Quốc là Bắc Kinh dùng các thủ đoạn bắt nạt khi trở lại can thiệp mang tính uy hiếp nhắm vào các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam, tạo ra tình trạng đối đầu giữa các tàu hải cảnh Trung Quốc và Việt Nam suốt gần 2 tháng qua.
Thì đây là hình ảnh mà các bạn thấy là lầu Năm Góc, tức là Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố trong thời gian vừa qua. Và điều đó phải để chứng minh rằng là Mỹ đã rất ủng hộ Việt Nam trong cái việc mà đấu tranh chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo. Và điều này Việt Nam cũng nhân cơ hội này có thể thoát được Trung Quốc. Vậy và ông Nguyễn Phú Trọng khi sang đến Mỹ cũng nên dũng cảm làm một cuộc cách mạng để thiết lập một thể chế dân chủ tự do cho người dân Việt Nam trong thời gian tới. Và điều đó có lẽ hàng triệu người dân Việt Nam cũng mong muốn, như kiều bào trong và ngoài nước cũng muốn điều đó. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2019 tại Berlin. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Các bạn hãy để lại những bình luận và những chia sẻ sau video này để chúng tôi có thể biết những cái quan tâm của các bạn, để chúng tôi có thể cập nhật những thông tin phục vụ các bạn nhanh nhất và trung thực nhất. Xin chào các bạn.